Cô chào tất cả các bạn. Hôm nay cô gặp lại các bạn trong tiết học toán. Để khởi động cho buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Các bạn có muốn biết trò chơi ngày hôm nay là gì không nào? À, hôm nay cô sẽ cho các bạn chơi một trò chơi, đó là câu cá cùng Bunny. À, hôm nay Bunny phải câu được hai con cá lớn. Các bạn hãy giúp Bunny để Bonnie có thể câu được hai con cá này nhé. À, để xem con cá ngày hôm nay là gì, các bạn hãy cùng quan sát cho thật kỹ để giúp Bonnie câu cá cho thật chính xác. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nào. Số 37 được viết là số 37 được viết như thế nào đây? Có phải viết như thế này không? Sai rồi. Hay là viết như thế này? À, cũng không đúng. Vậy số 37 được viết như thế nào ta? À, cô thấy rồi. Rất là đúng. Số 37 được viết như thế này. À, vậy là số 37 được viết như thế nào đây con? Đúng rồi. Số 37 có hai chữ số viết liền nhau. Số 3 đứng trước và số 7 đứng sau số 3. Chúng ta sẽ cùng sang câu tiếp theo để giúp Bonnie câu thêm con cá nữa nhé. Câu thứ hai, số liền sau số 49 là số bao nhiêu? Số liền sau số 49 là số nào đây ta? Phải số này không? Ồ, sai rồi. Hay là số này? Hay là số này lại sai? À, số liền sau số 49 là số nào? Các bạn hãy quan sát cho thật kỹ nhé. À, đây rồi. À, số liền sau của số 49 là số 50. Vậy số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị nào? Ai cho cô biết? À đúng rồi, số 50 gồm 50 và 0 đơn vị. Vậy là các con đã giúp Bunny hoàn thành xong nhiệm vụ câu cá ngày hôm nay rồi. Chúng ta hãy tự vỗ tay cho mình một tràng thật là to nào. À vậy như vậy, số liền sau số 50 là số nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay, bài các số có hai chữ số tiếp theo. Các con hãy quan sát cô có mấy bó que tính. À đúng rồi, cô có 5 bó 10 que. Vậy là cô có 50 que tính. Cô sẽ viết số 5 ở hàng chục. Các bạn quan sát tiếp cô có mấy que tính rời. Cô có mấy que tính rời đây? Đúng rồi, cô có 4 que tính rời. Cô sẽ viết số 4 ở hàng đơn vị. Vậy số gồm 50 và 4 đơn vị viết như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ viết hàng chục trước, sau đó chúng ta viết hàng đơn vị sau. Vậy cô có số 54. Số 54 đọc như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ đọc là 54 hoặc chúng ta có cách đọc khác là 54. Các con đọc lại một lần nữa giúp cô nào. 54. Các con quan sát tiếp. Cô có mấy bó que tính đây? Đúng rồi, cô có 6 bó 10 que. Cô sẽ viết số 6 ở hàng chục. Các bạn quan sát tiếp cô có mấy que tính rồi? À, cô có một que tính rồi, cô sẽ viết số 1 ở hàng đơn vị. Vậy là các bạn quan sát tiếp, cô có mấy que tính rồi? À, cô có một que tính rồi, vậy cô sẽ viết số 1 ở hàng đơn vị. Vậy số gồm 60 và một đơn vị được viết như thế nào? Chúng ta sẽ viết hàng chục trước, sau đó chúng ta sẽ viết hàng đơn vị sau. Cô có số 61. Vậy số 61 đọc như thế nào? À, chúng ta sẽ đọc là 61 nha các con.
Bây giờ các con đọc lại thêm một lần nữa giúp cô nào. 61. Quan sát tiếp. Cô có bao nhiêu que tính ở đây? Đúng rồi, cô có 68 que tính. Vậy thì cô đọc số 68. Vậy số 68 được viết như thế nào? Rất là chính xác. Số 68 có hai chữ số viết liền nhau, số 6 viết trước và số 8 viết sau. Vậy số 68 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, con trả lời rất là đúng. Số 68 gồm 6 chục và 8 đơn vị. Bây giờ con hãy đọc lại các số này nào. 54, 61, 68. Đọc thêm một lần nữa. 3 số các con vừa đọc là số có mấy chữ số? Rất là chính xác, các số mà các con vừa mới học là số có hai chữ số. Bây giờ các bạn hãy giúp Bunny đọc các số được không nào? Số này được đọc như thế nào? À, đúng rồi, chúng ta sẽ đọc là 56. Bonnie cảm ơn con nhé. Tiếp tục số này chúng ta đọc như thế nào đây? À, 59. À, vậy số 59 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Rất là chính xác. Số 59 gồm 50 và 9 đơn vị. Vậy số liền sau số 59 là số bao nhiêu con? Rất là tốt, số liền sau số 59 là số 60 đó. Thì bây giờ các bạn hãy giúp Bonnie đọc tiếp chuyện nhé. 60. À, số này được đọc như thế nào? Đúng rồi, số này chúng ta có hai cách đọc, chúng ta đọc là 64 hoặc là 64. Các bạn đã nhớ cách đọc chưa? À, còn số này thì chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? Chính xác, chúng ta sẽ đọc là 68. À, vậy bây giờ cô và các bạn sẽ đọc lại các số từ 50 cho đến 70. Các bạn hãy quan sát. 50. Vậy số liền sau số 50 là số bao nhiêu? Chính xác, số liền sau số 50 là số 51. Vậy tiếp theo số 51 là số bao nhiêu? Đúng rồi, số 52. Các bạn cùng với cô đọc tiếp các số tiếp theo được không nào? 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. À, các bạn đã nắm được các số liền trước và số liền sau của một số chưa? Để giúp các bạn khắc sâu hơn về cách đọc và các viết của các số từ số 50 đến số 70 thì cô và các bạn sẽ cùng sang phòng luyện tập. À, phiếu luyện tập hôm nay của chúng ta có 4 bài. Bài 1 viết số, các con hãy đọc cho thật kỹ và viết số để chúng ta viết số cho chính xác. Bài số 2, đọc số. À, sau khi chúng ta đã đọc số xong thì chúng ta hãy viết lại số đó cho chính xác nhé. Bài số 3, viết số thích hợp vào ô trống. Nhiệm vụ của các con là viết các số theo thứ tự từ 30 cho đến 69. Các con có thực hiện được không nào? Và bài số 4, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Các con hãy đọc cho thật kỹ để mình điền cho thật chính xác nhé.
Và sau khi các con hoàn thành xong bài tập, các con hãy nhờ ba mẹ kiểm tra lại bài của mình, sau đó nhờ ba mẹ chụp hình lại, gửi cho cô để cô xem thử mình làm đã chính xác chưa. Và các con nhớ là sau khi chúng ta đã làm xong bài rồi, mẹ kiểm tra bài tập cho mình xong rồi, các con hãy lưu giữ các phiếu này lại để sau khi chúng ta đi học, chúng ta nộp lại để cô kiểm tra và bổ sung kiến thức thêm cho con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con có một buổi học thật là vui vẻ. Cô hẹn gặp lại các con ở tiết học lần sau. Cô chào tất cả các con.